Xin chào các bạn, hôm nay tôi lại tiếp tục dạy chúng ta bài 2. Bài này thì ứng dụng là frame by frame. Thế thì chủ đề của bài này là chúng ta sẽ vẽ một hoạt hình về một chiếc trực thăng cho các cháu trẻ con. Thì tôi sẽ tạo một cái helicopter để cho các bạn ứng dụng cái frame by frame vào đây. Thế cái lớp đầu tiên của chúng ta hoặc là lớp thứ mấy cũng được, các bạn có thể tạo ra nó để chúng ta có thể vẽ một cái nháp, tức là vẽ nháp. Thế còn các bạn muốn kéo dài cái thời gian thì các bạn kéo cái này cho tôi thì cái dòng thời gian của chúng ta sẽ dài lên đấy, rất là dễ đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ trên lớp nào cũng được nhá, thì chúng ta gọi là lớp nháp đấy. Các bạn cứ cộng thêm, các bạn vẽ bất kỳ vào lớp nào cũng được, miễn là cái nháp. Thế thì ở đây chúng ta sẽ vẽ nháp và chúng ta chọn cái bóng đèn để khi mà chúng ta tạo một cái lớp mới nó có thể nhìn xuyên xuống dưới. Rồi bây giờ tôi sử dụng cái này để tôi vẽ cái helicopter. Thế thì để chúng ta vẽ được nó thì chúng ta sẽ sử dụng như sau. Chúng ta sẽ vẽ máy bay chạy ngang và máy bay chạy dọc. Đó. Máy bay chạy ngang và máy bay chạy dọc. Thì chúng ta phóng to này lên. Rồi. Chúng ta sẽ vẽ một cái chạy ngang trước nhá, cho nó nhìn cho nó. Đây là cái mũi helicopter, chúng ta vẽ làm sao cho nó giống kiểu 3D à. Rồi, chúng ta cho một này, đây là cái cánh người ngồi, phi công ngồi. Rồi, còn cái đây là cái bụng của nó. Các bạn yên tâm là vẽ thoải mái đi, cái vùng vẽ của chúng ta rất là rộng, nó có thể tràn ra lưới, nhưng mà tràn quá thì nó sẽ có giới hạn của nó. Rồi, chúng ta vẽ một cái chiếc máy bay. Rồi, thì ở máy bay này chúng ta trong đây có một chiếc cánh quạt. Thì chúng ta sẽ vẽ cánh quạt này. Còn ở trên này thì chúng ta sẽ có một cái trục. Trục thì chúng ta có thể vẽ được cánh. Chỗ này chúng ta có một cái cửa lên xuống. Chúng ta vẽ cửa lên xuống. Đây là bản nháp đấy các bạn nhé. Nháp cho nên là chúng ta có thể ở đây là hai cái cảng. Tí ta sẽ vẽ cái cảng của nó. Chúng ta cứ vẽ cái này. Thế cái hoạt hình không những là hoạt hình về chuyện cổ tích mà chúng ta còn có thể hoạt hình về vũ khí, đúng không? À. Rồi. Bước tiếp theo là chúng ta vẽ cánh. Cánh thì chúng ta sẽ vẽ trong cái vùng ellipse mà các bạn có thể nháp cho vùng ellipse vào đây. Chúng ta cho dịch này. Ok. Rồi, tôi để cái cánh nháp tạm rồi đấy. Thế thì bây giờ chúng ta mới vẽ thật. Ở chiếc máy bay này phải bay được. Đó, bay thật nhá. Thế thì để vẽ hoạt hình như vậy thì chúng ta vẽ
nháp như vậy. Ở bây giờ ta sẽ vẽ cái bộ phận thân máy bay. Chúng ta sang đây, chúng ta có thể thêm một cái tên, một cái lớp nữa, chúng ta gọi là body. Đấy, ở phần body này thì chúng ta dùng bút pen. Đấy, pen. Đấy, và tôi sẽ chọn màu sắc cho chiếc máy bay. Chúng ta bật color lên. Đấy, color ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta có thể chọn nhấp một cái nữa, ta chọn một cái màu. Chúng ta muốn chiếc máy bay màu vàng hay màu đỏ ấy. Quý chúng ta cho màu đỏ đi nha, để cho trẻ con nó thích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn bút vẽ. Các bạn có thể đặt cho tôi cái tool property lên. Đó, thì cái này chúng ta khi mà chúng ta bật lên thì cái tool đấy nó sẽ, chúng ta sẽ có thể chọn cái kích thước của pencil to hay nhỏ, và các bạn nhớ cho tôi là chọn cái snap để nó có thể là hút được các đỉnh vào với nhau. Ở đây thì các bạn bắt đầu vẽ. Đấy, tôi cho này chúng ta. Rồi, còn thân máy bay ta vẽ, vì thân máy bay nó là thân cố định cho nên là chúng ta không cần phải tạo thành các lớp nhiều nữa. Thì nữa chúng ta sẽ tạo làm cho các cánh, các vị trí của nó trong suốt khi mà chúng ta nhìn qua một cái cửa kính. Vẽ xuống nha, làm một chiếc trực thăng. Ê, các bạn làm như là các bạn học cái này như thế các bạn sẽ rất là thạo. Chúng ta uốn làm sao cho khi mà chúng ta giữ control trong lúc vẽ, chúng ta uốn sao cho nó tròn. Ở cái này chúng ta cho ellipse. Rồi, thì chúng ta sẽ quay xuống đấy. Tiếp theo là ta vẽ cái càng. Vẽ cái càng. Các bạn có thể đặt phím tắt cho cái công cụ pen của chúng ta là Shift L được, nó thuận tay. Rồi chúng ta bên này tôi cũng vẽ một cái nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho màu cho chiếc máy bay. Còn trên này là một cái phần phía trên. Đấy.
ok, các bạn thấy là vẽ trong này sướng hơn trong Moho và trong trong các phần mềm kia. Bây giờ chúng ta tạo một cái bảng màu khác, chúng ta ghi là đó, ta chọn nhiều bánh xe đi để xem cái màu nào chúng ta quan trọng. Con tato cái phần phần này chúng ta tạo cho nó một cái viền. Chúng ta tô màu cho có vị trí. Phần màu chỗ này người ta thêm một màu khác đẹp hơn. Đó, đây chỗ này. Và trên này chúng ta lại cho một màu khác. Ý tưởng các bạn có thể vẽ được nhiều cái khác hơn. Đó. Và bây giờ chúng ta vẽ cái trục. Đấy, trục thì nó cho đó. Rồi trục tôi các bạn cho màu đen đi. Đây các bạn, cho nó vào cái càng này. Mình vẽ nhanh cho nó qua nhanh. Ok. Rồi, bước tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cánh. Các bạn biết là cánh của chúng ta khi mà chúng ta vẽ thì các bạn, đây là phần body nhé. Bây giờ tôi đã gõ nhầm, đặt tên lại. Và thân mới đây. Còn đây là phần body, ở phần cánh đi. Các bạn giữ Ctrl Shift R hay là Ctrl Alt R hoặc là Ctrl Alt A. Bây giờ tôi sẽ vẽ cánh. Rồi bây giờ cánh của chúng ta là chúng ta sử dụng cánh màu đen. Thế thì ở cái frame đầu tiên tôi để cánh ngang, tôi để cánh như này. Chúng ta cho một cái màu.
đầu tiên như này nhá. Các bạn muốn máy bay chạy nhanh, quay nhanh cánh thì các bạn sử dụng cái đấy. À, đến bây giờ thì các bạn thấy là một kỹ thuật nữa tôi muốn trình bày thêm với các bạn. À, ví dụ như là trong thân máy bay là đến đây thì các bạn kéo dài đến phần 120, tí nữa các bạn muốn dài các bạn sẽ kéo dài. Các bạn ấn cho tôi F5. F5 để cho expo hở ra hết tất cả các frame của cái thân máy bay. Thế còn thân cánh này. Đấy, chúng ta sẽ bật cho tôi cái nút on liền ha. Đấy nhá. Bật nút on liền này, này, cánh này. Đấy, các bạn sang phần 2 thì cái cánh on liền của chúng ta nó màu đỏ. Đấy, bây giờ các bạn sẽ làm như sau, các bạn vào Windows, các bạn chọn on liền skin. Đấy. Thì cái này là sử dụng cho chúng ta nhìn được các vết. Đấy, tôi vẽ mờ đi. Vẽ mờ, tôi giảm cái này đi, nó mờ đi. Thì để các bạn vẽ khung thứ hai. Vẽ khung thứ hai nó được nét. Đó. Đó, tôi tắt, tôi tạm biệt, tôi xem cái khung thứ hai. Khung thứ hai nó như này. Hơi mờ đi tí nhỉ. Rồi. Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái select. Vòng tròn này. À, đây là cái vòng tròn thì tôi cũng bật nó lên đây. F5 để tôi nhìn thấy. Cái vòng tròn trở lại bên kia. Bây giờ đến phần thứ hai. Phần thứ hai thì các bạn lại nhìn thấy. Nha. Khung thứ hai thì các bạn như này và các bạn, nếu các bạn ấn F5 thì nó sẽ là liền khung. Tức là một cái frame nó được nhân bản ra thành nhiều. Nhưng ở phần 2 muốn tạo một phim mới các bạn lại giữ Shift, Alt và A. Đấy, ba phím mà hôm trước tôi hôm qua tôi làm rồi. Rồi đến đây ta Shift, Alt, A. Đây, Shift, Alt, A. Rồi tôi vẽ tiếp tục cái cánh này. Đấy, thì các bạn nhìn thấy là tôi chỉ cần 4 phát thôi. 4 cánh thôi. Khi nó quay theo chiều ngược kim đồng hồ hay cùng kim đồng hồ tùy các bạn. Bây giờ tôi sẽ vẽ cái đến đây. Đến đây thì như các bạn nhìn thấy là đó. Rồi tôi lại vẽ tiếp đến đây. Liền được đâu các bạn, lý cho tôi này. Rồi đến đây thì o liền của nó xuất hiện là cho chúng ta nhìn được thấy cái vùng vẽ của chúng ta đến phần này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đến phần chỗ này. Theo chúng ta nhìn ngang là ellipse đúng không? Và phần cuối cùng một cái frame nữa lên đây. Tôi vẽ chéo xuống đây. Tức là cái gì mình cũng có thể làm được hết, chỉ mỗi đội là mình có học hay không thôi. Đó, các bạn muốn sở hữu một cái kênh thì các bạn phải học, chứ không phải tự nhiên mà chúng ta bùng phát chúng ta lại giỏi được luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ làm như sau. Tôi muốn tạo cái hiệu ứng về cánh nó quay. Đây, ví dụ bây giờ tôi nhìn cái bóng của nó như này.
Đấy, tôi sẽ làm cái, tôi sẽ cho cái chổi nó to lên. Còn cánh này chúng ta cũng làm tương tự để, nhưng mà để trước khi cái cánh này làm được thì cái cánh này ta cũng làm luôn. Đó, nhưng mà thôi được rồi, tôi ta cứ để như thế. Thì ta sẽ vẽ cái cánh này, tôi muốn nó không nhìn thấy cánh. Thì tôi muốn như này. Tôi muốn như này tôi vẽ. Ok, bây giờ các bạn nhá, các bạn chọn cho tôi bốn bốn cái này, bốn cái này là bốn khung, các bạn chọn cho tôi là create cycle. Đấy, các bạn đánh cho tôi vào đây là 2000 khung. Đấy, nó hơi to, tập tăng lên. Vì là chúng ta chọn cái kia nó hơi nhỏ cho nên là nó chỉ giới hạn như thế. Ta gạt cái này lên. Các bạn tăng lên cho tôi. Các bạn tăng lên 1000 nhé. Bạn tăng lên 1000, sau đó ta vẽ cảnh thế nào nó bay được trên trời thôi. Đấy, chúng ta vẽ mây, vẽ nước trôi vân vân. Cái này thì chúng ta phải làm rất là nhiều. Nhưng mà nó thú vị thì chúng ta vẫn làm ngon, không có gì cả. Ta cho tăng lên nó cao lên. Chạy cho nó sướng, nó không bị giới hạn. Còn ở dưới ta muốn chạy đến bao nhiêu ta chạy. Ok. Ok nhá. Thế các bạn nhìn thấy là những cái này nó cánh quay rồi đấy. Đấy. Bây giờ việc ta ghép cánh vào máy bay như thế nào? Việc ta ghép cánh vào máy bay. Thì các bạn sẽ bật cho tôi cái nốt của nó lên là nốt view. Nốt view các bạn nhìn thấy nhé, đây là cái phần vẽ lớp composer, là cái lớp lớp tổng hợp cánh máy bay của chúng ta là đang ở đây. Vậy muốn cánh máy bay là con của thân máy bay thì các bạn tóm cái này các bạn cho vào đây. Thế là thân máy bay nó vào cánh máy bay thì các bạn lại cho này vào đây, đúng không? Bạn cho này vào đây. Đó. Thế thì cái cánh nó đi đâu thì nó cũng thế, tôi tắt cái này đi. Đó. Thế bây giờ tôi tắt cái nháp đi. Tắt cái này đi. Đó. Rồi tắt cái này đi nhá. Bây giờ tôi chuyển sang chế độ
camera. Đó. Chế độ camera. Rồi, chế độ camera. Bật lại cái nốt lên. Nốt view. Bây giờ chúng ta bật cái nốt view lại nhé. Lại thế. Nốt view. Đó, nhìn cái nốt view nhé. Rồi bây giờ cái phần cánh đây rồi. Bây giờ ta vẽ phần thân. Thân của chúng ta nó bị ẩn. Đấy. Thân đây. Thế thì bây giờ cái cánh của nó sẽ là con của thân. Bộ phận cánh là con của thân. Thế thì ở đây tôi sẽ thêm một cái nốt nữa. Nốt combo. Nha. Thì nó mới vào được. Rồi tôi lại bắt tiếp cửa sổ là Nose Library. Đó. Tôi cho combo ra. Đó. Nose View rồi, Nose View. Từ hai lỗ này để cách ra này. Đó. Tôi cho cái combo vào. Đó. Thân máy bay sang đời cánh máy bay à, mà thôi chắc không cần nó được. Bây giờ tôi cho cái này vào đây. Cho cái này vào con của cái này. Tóm thả vào đây. Rồi tắt cái nốt này đi. Giờ ta sẽ thu nhỏ toàn bộ này bằng cách các bạn chọn cho tôi Insert. Các bạn chọn cho tôi là Schematic Output. Đấy. Đấy. Sau đó thì các bạn chọn ở đây nhỏ nhé, select nó nhỏ lại. Đấy, chúng ta cùng cho nó nhỏ lại. Đây là một cái cảnh thì ở dưới nó phải có một cái bầu trời hay là một cái gì đó. Chúng ta sẽ chọn trên YouTube một cái bầu trời nhé. Bầu trời. Ví dụ thế, sau này chúng ta vẽ hoạt hình thì chúng ta vẽ bầu trời riêng. Bầu trời hoạt hình nó khác với bầu trời tự nhiên. Chúng ta chọn cái nào cho nó đẹp, đúng không? Công cụ kích thước này lớn. Tôi chọn bầu trời đây chẳng hạn. Lưu. Cái này là học nhá, chứ không phải là chúng ta có thời gian thì chúng ta ngồi vẽ bầu trời. Rồi bây giờ các bạn import vào cho tôi image, các bạn chọn cho tôi bầu trời desktop. Đấy. Thế thì chúng ta nhập OK. Thì cái bầu trời này ấy, bầu trời này của chúng ta để nó nhập vào dưới thôi. À, chúng ta có thể kéo giãn nó lên. V
Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cho nó chạy tại chỗ nhé. Các bạn nhìn nó chạy tại chỗ. Đấy, cánh này quay nhé. Ok, bây giờ ta sẽ cho nó vừa chạy vừa bay. Cho nó vừa chạy vừa bay. Và wing này chúng ta có thể xóa nó đi được. Xóa nó đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái thanh này dài. Đó, ta cho thời gian tăng lên. Này chúng ta ấn F5. Đấy, F5. Bây giờ tôi sẽ cho cái thằng máy bay này nó ở tận đầu này với một cái đây. Rồi các bạn nhìn thấy này, đầu tiên là nó bên này. Rồi, chúng ta xóa cái phần này đi, thì chúng ta còn trỏ ra đằng này. Chúng ta ấn delete cái này đi. Rồi đến bây giờ nhé, đến đây. Xong đến đây. Chạy đến đây. Đấy. Thì tôi sẽ cho nó vào chỗ này. Và trong lúc vào nó to lên thì chúng ta ấn nút này. Scale. Đó. Xong nó đến đây, các bạn lại cho nó tiến lên đến tận đây. Đó. Nó lại tiến lên. Rồi chọn này chúng ta tiến lên đây. Đó. Các bạn lại ra đây. Các bạn chọn scale để cho nó to. Đó. Còn bài camera rất là hay. Chúng ta có thể tiến đến bài camera buổi sau tôi sẽ giới thiệu. Đó. Các bạn nhìn thấy là đến đây chẳng hạn, chúng ta đây là tạo một cảnh ngắn là đến đây, tùy nếu mà chúng ta thích dài nó sẽ dài. Đó. Chúng ta cho nó lên trên này. Đó. Giống như là đang đi tìm, chúng ta sẽ chọn này cho nó phóng to lên. Xong rồi chúng ta muốn thêm nữa chúng ta cho hạ xuống. Thế bây giờ chúng ta sẽ chạy nhá. Đấy, các bạn thấy hai cánh quạt đều quay tít thò lò. Thế thì chúng ta làm bài này thì chúng ta thấy là tuyệt vời rồi đúng không? Bây giờ các bạn muốn dài thêm thì các bạn cho thêm dài thêm. Tôi muốn vài thêm một vỡ nữa. Đó, kệ nó, và trên này các bạn ấn cho tôi là F5. Chỗ này F5. Đó. Thì sau khi mà chúng ta chọn cái con máy bay này thì chúng ta gọi có thể tiến nó xuống. Một tí. Đây, cho này hạ xuống. Rồi, buổi sau tôi làm trong suốt kính nhá. Rồi, đây là máy bay gọi là cái con vẽ kính này trong suốt thì lát nữa chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ học ở bài sau. Và bây giờ chúng ta thử lại từ đầu đến cuối. Các bạn nhìn thấy cái cánh của nó cũng quay tít đúng không? Đó. Còn bài xuất phim thì tôi sẽ làm một bài riêng để cho các bạn hình dung ra được cách xuất phim như nào và camera sử dụng camera như nào. Thì bài hôm nay tôi tranh thủ dạy đến đây, bây giờ tôi phải đi ăn cơm rồi đã.
Các bạn cố gắng học giống tôi nhé.